Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thuận lợi đưa đất nước ta trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tiến độ tiêm đang chậm lại do người dân có tâm lý chủ quan, không tiêm. Nhiều địa bàn gặp khó khăn khi vận động tiêm chủng. Ra tiêm đi, không là đến lúc là hết cái thuốc này đi là không ấy đâu đây, bác sĩ đang tiêm Pfizer ơi. Tuần sau thôi chị ơi. Tuần sau. Hẹn rời lịch tiêm ngày này qua tuần khác là câu trả lời mà các cán bộ y tế phường Trình Lề được nghe hàng ngày. Mặc dù thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở người dân đến tiêm chủng đúng lịch, thế nhưng kết quả cũng chẳng đáng là bao. Có người không nghe điện thoại, có người thì lấy lý do bận rất nhiều lần, thậm chí có người hẹn đến tiêm nhưng cũng không đến. Trong cái việc gọi điện thoại thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Vì người dân gọi điện thoại đến gặp thì hứa là hôm nay ra tiêm hoặc ngày mai ra tiêm, nhưng thực tế thì lại không ra. Cho nên chúng tôi rất là vất vả, phải gọi điện rất là nhiều lần. Còn tại trạm y tế phường Trường Cơi, mặc dù vaccine vẫn còn, nhưng số lượng người dân đến tiêm phòng lại rất hạn chế. Đa số những đối tượng đến tiêm chủng đều là những người đã mắc COVID-19 sau 3 tháng. Này tự nguyện đi tiêm mũi nhắc lại để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Sau khi tiêm mũi 3 thì tôi cũng có bị mắc COVID. Sau khi đủ 3 tháng, theo như là hướng dẫn của cơ quan y tế, thì tôi đi tiêm mũi thứ 4 để mục đích là để cho được an toàn hơn trong công tác phòng bệnh COVID. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng kế hoạch, các trạm y tế trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó có việc trực tiếp tư vấn, vận động, triển khai tiêm lưu động tại nhà cho những người không thể đến trạm tiêm như những đối tượng già yếu, đối tượng khó khăn về vận động. Những người già chúng tôi là nhiều lúc là không đi được, cho nên là được sự quan tâm của các anh, các chị, cán bộ y tế là đến tận nhà để chúng tôi cũng rất là quý. Việc triển khai tiêm gõ cửa từng nhà như hiện nay đã và đang đem lại một số hiệu quả nhất định trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ tập trung được ở những đối tượng yếu thế. Triển khai giải pháp này làm cho các trạm y tế mất đi nguồn nhân lực, thời gian cho công việc chuyên môn khác. Mà khi mà được cán bộ của tổ bản trực tiếp đến tuyên truyền tại gia đình, tại nhà thì cái việc là sẽ hiệu quả hơn. Quỹ thời gian dù của người dân hay các cán bộ y tế thì đều có hạn, nhưng dịch bệnh thì luôn biến đổi bất kể thời gian. Do đó, việc tiêm phòng các mũi bổ sung vẫn được xem là biện pháp hữu hiệu nhất lúc này để phòng dịch COVID-19. Mỗi người dân, mỗi gia đình cần đi tiêm đầy đủ các mũi vaccine để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.